Dạ vâng, hello, xin chào cả nhà. Vâng, tiếp tục chiều ngày hôm nay, chiều ngày mùng 9 tháng 8 năm 2023. Vâng, vẫn là em Linh. Xin chúc tất cả các bác, cô chú, anh chị sức khỏe, may mắn, thành công. Vâng, em tiếp tục quay video chia sẻ các bác, cô chú, anh chị cái dòng phi điệp lá kẻ. Vâng, những cái dòng này thì mặt bông của nó là mặt bông màu tím, bông rất thơm, màu tím thì rất thơm, đẹp. Đấy, màu tím trung thủy các bác, cô chú, anh chị mà. Những dòng lá kẻ này bác nào mà chưa có giống thì nên sưu tầm này. Nó đẹp từ thân lá. Ngày hôm nay, năm nay các bác sưu tầm một chậu như thế này, nhưng mà sang năm các bác có thể là nhân giống, vì cái dòng điệp này là nhân giống lên nó sẽ rất nhanh. Nó sẽ rất nhanh. Đấy, nó thành tạo đây là em thả tuông cho nó như thế này đấy. Nếu mà dựng lên nha, nó thành những gọi là những cái đường cong, những cái đường đi này như này. Đấy, nó cũng là một lô luôn á, nhưng nó ra cái này nó ra vàng ươm luôn. Vàng 4/9 luôn. Đấy, bên này nó là kẻ mở này. Đấy, rất là đặc biệt và xinh xắn nha mọi người nhá. Vâng, thế em không làm mất thời gian cô chú anh chị nữa, em giao lưu luôn này. Đấy, chậu số 1 4 đầu. Chậu số 1 là 4 đầu. 4 thân. 4 thân rất dài nhá. Chiều dài là 1 này, 2 này. Vâng, em giao lưu các bác cô chú anh chị chậu này là 4 450. 450 cho 4 đầu nhá. 4 thân nhá. Đấy, rất rẻ luôn ạ. Trước đây 1 ki có 500 000 đồng rồi đấy. Mà em cũng có lấy chậu rồi. Chậu tiếp theo, chậu số 2 này. Chỗ này kẻ đẹp lắm. Chỗ này đấy. Lên màu rất đẹp luôn. Chỗ này em giao lưu các bác cô chú anh chị với giá là 260 000 đồng nhá, chậu số 2 nhá. Đấy, em lên 2 chậu thôi. Đấy, lên 2 chậu được cô chú anh chị thôi, vì giống nó có ít. Đấy thì các bác cô chú anh chị yêu thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại em sẽ chạy trên màn hình luôn nhá. Đấy, em xin cảm ơn tất cả các bác cô chú anh chị đã theo dõi. Đấy, có thể là kết nối Zalo với em. Cái này thì em sẽ đóng cái chậu của chú anh chị kiểm tra đơn hàng xong rồi mới thanh toán cho bưu tá giúp em ạ. Kiểm tra đúng đơn hàng ưng mới thanh toán nha. Đấy, đơn hàng này quá đẹp luôn. Cái này thì mình có thể là cắt đi làm giống những cái thân giả này. Quá ok ạ. Vâng, em cảm ơn mọi người nhé. Em xin phép xuống la tới đây ạ.